Xin chào và rất vui được gặp lại các bạn trên kênh Độc Lạ 365. Các bạn thân mến, rắn cặp năm là một trong những loài rắn có nọc độc khủng khiếp, được coi là vô phương cứu chữa. Nọc độc của nó có chứa độc tố thần kinh, gây chóng mặt, buồn nôn và tử vong sau 15 phút. Thế nhưng thì chuyện gì sẽ xảy ra nếu như thả một con rắn cặp năm vào chuồng của rắn hổ mang chúa, sát thủ máu lạnh số 1 trong thế giới động vật? Và kết quả như thế nào? Chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu ngay trong video sau đây nhé! Hổ mang chúa là loài rắn chuyên ăn thịt các loài rắn độc khác, thậm chí cả một con chăn đá to lớn cũng không phải là đối thủ của nó. Sở dĩ chúng có thể ăn thịt nhiều loài rắn độc khác là nhờ khả năng miễn nhiễm nọc độc. Không khó hiểu khi nó có thể dễ dàng hạ gục một con rắn cạp nong có nọc độc mạnh hơn nó những 15 lần. Tuy nhiên, hổ mang chúa là loài vượt trội về kích thước, nên người nuôi rắn thường cho hổ mang chúa ăn thịt các loài rắn khác. Một con rắn cạp nong sống đã được thả vào chuồng của rắn hổ mang chúa để làm thức ăn. Mặc dù đã cắn lại hổ mang, nhưng rắn cạp nong vẫn không thể khiến hổ mang chúa hề hấn gì. Đáp lại những cú mổ của cạp nong, hổ mang chúa đã cắn chặt đầu của đối thủ, khiến con rắn độc nghẹt thở mà chết. Rắn cạp nong yên phận trở thành bữa trưa vui vẻ của ông trùm hổ mang chúa. Rắn hổ mang chúa là loài rắn thuộc họ rắn hổ, phân bố chủ yếu trong các vùng rừng nhiệt đới, trải dài từ Ấn Độ đến Đông Nam Á. Đây là loài rắn độc dài nhất trên thế giới, với chiều dài tối đa ghi nhận được trong tự nhiên là 7 mét. Rắn hổ mang chúa được đánh giá là loài nguy hiểm và đáng sợ trong phạm vi sinh sống của chúng, mặc dù loài rắn này thường không chủ động tấn công con người. Theo các chuyên gia, rắn hổ mang chúa có khả năng giết chết nạn nhân thông qua một vết cắn có chứa từ 200 đến 500 mg nọc độc. Một số trường hợp, nó có thể phun ra tới 7 ml nọc độc. Đây là lượng nọc độc có thể giết chết một con voi châu Phi trong vòng vài giờ và làm cho 20 người đàn ông trưởng thành thiệt mạng. Cách phân biệt rắn cạp nong và rắn cạp nia. Ở Việt Nam có rất nhiều rắn độc và cực độc, điển hình là hai anh em rắn cạp nong, cạp nia. Đây là một trong những loài rắn cực kỳ quý hiếm trên thế giới và loài rắn này cũng có giá trị kinh tế cao. Nhưng rắn cạp nong và cạp nia là loài rắn cực kỳ độc, chúng có thể gây ra cái chết nhanh cho những đối tượng mà bị loài rắn này cắn phải. Cùng thuộc họ rắn hổ, có kích thước và ngoại hình na ná nhau, người ta phân biệt rắn cạp nong và cạp nia nhờ màu sắc cơ thể khác biệt của chúng. 1. Rắn cạp nong, vàng. Rắn cạp nong sinh sống ở nhiều môi trường khác nhau, chúng có khả năng thích nghi rất cao nên phân bố từ rừng núi đến đồng bằng. Kích thước cơ thể trung bình dài trên 1 mét. Đặc điểm nhận dạng là những khúc màu đen, vàng khá đều nhau, nằm xen kẽ làm vẻ ngoài của loài rắn này rất nổi bật. Đầu rắn cạp nong lớn và ngắn, mắt tròn, đuôi của chúng ngắn, mút đuôi tròn, giữa sống lưng còn có một gờ dọc. Nọc độc của chúng mạnh đến nỗi được cho rằng trên tầm rắn hổ mang. Lớp vảy ở sống lưng của rắn cạp nong có hình 6 cạnh, lớn hơn vảy bên. 2. Rắn cạp nia. Cũng giống như rắn cạp nong, cơ thể một con rắn cạp nia trưởng thành cũng dài hơn 1 mét. Nọc của nó chứa chất kịch độc có khả năng giết người trong chớp mắt. Màu sắc của rắn cạp nia lại là khoang đen trắng xám. Chúng có tiết diện ngang hình tam giác, đoạn từ hông xuống đến đuôi khá phẳng, hẹp dần thành điểm nhọn. Những con rắn cạp nia thường được phát hiện ở khu vực đồng cỏ, các cánh rừng rậm rạp. Bọ ngựa múa võ trêu người rắn cực độc và cái kết. Một con rắn lục Trung Á, tên tiếng Anh là Central Asia Peace Viper, đã bước vào trận chiến đầy cam go với một đối thủ ít ai ngờ đến, một con bọ ngựa. Giống như nhiều loài rắn lục khác, con rắn này có nọc độc tương đối nguy hiểm. Tuy nhiên, trong cuộc chiến này, nọc độc của rắn vẫn chưa đủ để uy hiếp đối phương. Bọ ngựa ta rất ung dung trước con rắn độc, nó thản nhiên gác chân lên đầu rồi dùng cặp càng chắc khỏe kẹp người con rắn nhấc bổng lên. Sau đó, con bọ ngựa còn cả gan cắn vào đầu rắn lục, thổi bùng lên một cuộc chiến mới. Trong hầu hết thời gian, con bọ ngựa vẫn chiếm ưu thế trước đối thủ và tỏ ra khá ung dung chờ đợi chiến thắng. Thế nhưng, điều bất ngờ đã xảy ra ở phút chót. Con rắn lao lên cắn chúng vào bụng bọ ngựa, nó tiêm nọc độc thành công và kết liễu đối thủ sau đó. Cách đuổi rắn ra khỏi nhà và vượt đơn giản và an toàn. Mùa hè là mùa sinh nở của côn trùng và tránh nóng của các loài rắn rết. Rắn là loài bò sát thích những chỗ ẩm thấp, mát mẻ và kín đáo.
Với thời tiết mùa hè oi bức và nóng nóng như thế này thì khả năng rắn bò vào nhà và chui rúc ở những chỗ kín để tránh nóng là khá cao. Nếu bạn vô tình thấy rắn trong nhà, việc đầu tiên bạn cần làm là hết sức bình tĩnh, đừng quá hoảng sợ. Khi bạn hoảng sợ và cố giết chết chúng thì khả năng mà chúng cắn bạn sẽ rất cao. Điều này sẽ rất nguy hiểm nếu chúng là rắn độc. Hãy thật bình tĩnh và tìm cách đối xử nhẹ nhàng để tống nó ra khỏi nhà. Tiếp đến, bạn cần chuẩn bị cho mình một cây gậy dài hoặc chổi có cán dài, nhẹ nhàng đẩy chúng ra khỏi nhà của mình. Nếu bạn có cây kẹp bắt rắn, hãy dùng chúng kẹp và giữ phần đầu của chúng, sau đó cho vào bao hoặc thùng và đậy kín cẩn thận. Nếu phát hiện rắn ở trên mặt sàn, có thể dùng một tấm chăn, mền dày chụp lên nó. Con rắn sẽ cảm thấy an toàn khi ở trong bóng tối và không nhìn thấy gì xung quanh, nó sẽ bớt hung hãn hơn. Sau đó, tìm vật nặng đè quanh mép chăn để con rắn không thoát ra. Nếu con rắn ở một góc khuất nào đó, như ngăn kéo hay góc tủ, thì hãy để yên nó. Di chuyển tất cả mọi người và tìm sự trợ giúp từ những người chuyên bắt rắn. Nếu chắc chắn rằng loài rắn bạn gặp không có độc và không nguy hiểm thì bạn có thể bắt chúng bằng tay. Để đảm bảo an toàn thì bạn hãy đeo găng tay cao su, sau đó luồn một cây gậy dưới đầu con rắn và dùng tay kia nhấc nửa thân sau của con rắn. Bạn cũng có thể bắt rắn bằng cách túm chặt đằng sau đầu nó. Xử lý rắn ở ngoài trời. Một trong những cách đơn giản để xua đuổi lũ rắn chính là để cho con rắn tự rời đi. Để đảm bảo an toàn cho bạn và các thành viên trong gia đình, tốt hơn hết bạn hãy tránh xa chúng, bởi vì chúng không có độc thì chúng cũng có thể cắn rất đau. Bên cạnh đó, bạn có thể xử lý chúng bằng vòi xịt nước. Bạn chỉ cần dùng vòi tưới vườn để phụt nhẹ nước lên con rắn cho đến khi nó bò ra xa nhà và ra khỏi sân. Rắn sọc dưa và các loài rắn không nguy hiểm khác là những đối tượng thích hợp để bạn áp dụng phương pháp này. Nếu rắn của bạn nằm ở hồ bơi, hãy sử dụng một chiếc vợt cá, sau đó nhẹ nhàng vớt rắn ra khỏi hồ rồi cho chúng vào thùng hoặc giỏ đậy kín. Ngoài ra, bạn cũng có thể sử dụng các bẫy để bắt rắn. Bạn có thể tận dụng các hộp nhựa hoặc hộp giấy, sau đó mở một đầu hộp rồi đặt thức ăn dụ rắn bên trong. Việc cuối cùng là đợi rắn mò vào hộp và nhẹ nhàng đóng nắp hộp lại là xong. Mẹo ngăn rắn quay trở lại nhà. Môi trường sống đặc thù của rắn là những đám cỏ cao và bụi rậm. Vì vậy, việc thường xuyên xén cỏ và cắt tỉa các bụi rậm sẽ khiến sân nhà bạn thoáng và không có nơi trú ngụ cho rắn. Loại bỏ các nguồn thức ăn của rắn. Chuột, dế và các loài côn trùng là thức ăn quen thuộc của loài rắn. Những nơi có chuột và các loài côn trùng nhiều sẽ là nơi lý tưởng để rắn tìm đến. Do đó, để ngăn loài rắn, bạn cần phải xua đuổi chuột ra khỏi nhà của mình. Và để ngăn loài chuột, bạn cần dọn dẹp vệ sinh nhà thường xuyên, tránh để thức ăn thừa ở bên ngoài và cần bảo quản thức ăn thừa đúng cách. Bịt kín các lỗ hổng trong nhà. Để ngăn lũ rắn xâm nhập vào nhà, bạn cần kiểm tra quanh nhà. Nếu phát hiện các lỗ hổng hay vết nứt, bạn cần bịt kín bằng keo chám chết hoặc keo bọt nở. Trồng cây đuổi rắn. Có thể kể đến một vài loại cây như cây nén, cây xả, hoa lan tỏi. Đó là những loại cây sẽ khiến rắn né nhà bạn từ xa. Đặc biệt, rắn lục đuôi đỏ cực nhạy cảm với mùi nên tác dụng của việc trồng cây sẽ càng hiệu quả hơn. Ngoài ra, bạn cũng có thể trồng cây sắn dây. Mùi nhựa của cây sẽ làm lũ rắn khó chịu và bỏ đi. Chúng mình là Độc Lạ 365. Nếu như các bạn cảm thấy những thông tin trên là hữu ích, vậy thì đừng quên like, subscribe kênh của chúng mình nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!